chào mọi người. Tôi là Ngô Thị Thu Hương, đến từ nhãn hàng Tôn Giác tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò là người dẫn đường, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một hoàn cảnh rất đặc biệt. À, chào chị. À, chị phải là chị Hương không? Dạ phải. À, anh ơi, anh phải là anh Tiền không ạ? Dạ phải ạ. Dạ, em chào chị Hương, chào anh Tiền. Em đã là người đại diện cho chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Mình đi kiếm chỗ nào mát, mình nói chuyện đi anh chị nha. Dạ, dạ mời cô đi, cô lên đây. Cuộc sống anh chị như thế nào ạ? Vợ thì bệnh, chồng cũng bệnh đau, hai chồng bệnh đau. Rồi đâu có làm được, cũng đi bắt ốc hàng ngày để mưu sinh sân sống hàng ngày vậy. Dạ. Về cũng nuôi cháu ngoại cho nó đi ăn học. Anh chị nuôi cháu vậy sao em không thấy ba mẹ nó hen? Ba nó bỏ nó hồi nhỏ, rồi mẹ thì có chồng khác đi xa. Chợ tên Võ Thiền Hương, nay 51 tuổi, đang ở dưới xã với đứa cháu. Giờ mắc nợ người ngoài ta là 45 triệu, chiều nào cũng phải là trốn nợ, tắt đèn hết trốn, tại vì khổ bệnh đau rồi cái bắt đầu mình đi mượn nên mới mắc nợ không tốt nổi. Tại mượn lo cho con khổ vậy. Ngoại thương, ngoại thương con, ngoại đừng bỏ con nghe ngoại. Ngoại đi đâu là con đi đó, nó không bỏ. Sáng đưa cháu đi học, rồi đi bắt ốc. Đi bắt ốc rồi về, cái qua bữa sau lễ, qua bữa sau đi bán. Vậy là phải uống thuốc rồi đi làm, chứ không uống thì đi nó mệt lắm, đi làm sợ té dọc đường lắm. Nhà cũng đi phụ hồ, ai kêu gì thì mình làm nấy. Lúc rảnh thì mình cũng đi giao nước đồ thêm, bệnh hoài, bệnh táo bệnh nuôi hoài, cũng huyết áp rồi tim đồ đủ thứ hết rồi. Đi bắt ốc thì cứ ma đi một ngày, về là lễ ra là được 1 ký mấy hoặc 2 ký, ngày nào cũng đi bán ốc, ngày nào cũng ăn ốc ế hết. Trơn. Theo mấy cái góc nhà để niệm nằm là ướt hết, trong buồng, từ trong buồng ra trước này hàng ba này giờ là ướt hết luôn. Bây giờ tới đâu hay tới đó, bây giờ mặc nhiêu ăn nhiêu, không có suy nghĩ gì nữa hết. Hy vọng là khỏe khoắn đi bắt ốc thì nuôi cháu.